Xin chào ba mẹ nhé. Hôm nay Baby City sẽ giới thiệu ba mẹ cách lắp xe đẩy Baby Gen Zozo 2 và đệm 6 cộng. Nhiều ba mẹ mua hàng lần đầu ấy ạ, sẽ khó khăn trong việc lắp. Cho nên là Baby City sẽ lắp giúp ba mẹ nhé. Nếu ba mẹ có nhu cầu lắp thì báo Baby City nhé. Khung Baby Gen Zozo 2 đời mới hơn, nhiều cải tiến hơn ba mẹ ạ. Ba mẹ có thể check được hàng chính hãng, nó sẽ có các mã vạch ở phía ria thùng này ba mẹ này. Đó. Baby City thì luôn trung thành với hàng chính hãng, không bao giờ có hàng giả, hàng nhái ở Baby City đâu ba mẹ ạ. Cái hãng này thì nó có một điểm rất là đặc biệt là nó sẽ bán khung riêng và đệm riêng. Cho nên là khi mà ba mẹ mua cái khung nó giá trị cao rồi ạ, mình có thể thay đệm, thay màu sắc cho đệm tùy ý ạ. Ví dụ như là ba mẹ muốn mua màu hồng cho bé gái hay là màu xanh cho bé trai ấy, mình hoàn toàn có thể thay đổi rất là dễ dàng. Đây là cái khung ạ. Cái hộp nhỏ nhỏ sẽ là cái phần phần đệm. Khách của Baby City chọn đệm màu đen. Hộp đệm thì sẽ bao gồm là phần đệm và phần mái che. Thường là ba mẹ mua bộ cơ bản là sẽ có đệm và mái che là xong rồi ạ. Giờ mình sẽ ráp cái khung phù hợp với đệm 6 cộng ba mẹ nhé. Đây là bộ 6 cộng ạ. Ba mẹ bỏ khung ra nhé. Mình sẽ kiểm tra hàng chính hãng. Nó sẽ có cái tem như thế này ạ. Đó. Tem này là sẽ nhập khẩu chính hãng và ba mẹ có đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng ba mẹ nhé. Đây, khi mở ra khung ba mẹ nhìn này, có cái nút có cái chấm đỏ, mình sẽ mở cái chốt này ra để mình mở xe ra để mình sẽ ráp đệm vào nhé. Rồi, bây giờ là sẽ ráp cái phần tựa lưng. Tựa lưng này. Đây sẽ có cái hai chốt hai bên này. Đấy. Mình sẽ kéo cái phần trắng này ra như thế này. Rồi. Thế là được rồi. Bây giờ mình sẽ lồng đệm vào. Khi ba mẹ sử dụng bẩn thì có thể tháo giặt được đấy ạ. Nên là khi mình sử dụng thì mình sẽ biết các cái nút thì mình sẽ dễ tháo nắp hơn. Hà quay cái lưng đi để chị nhìn cái lưng đấy. Ba mẹ đồng vào như thế này nhá. Tấm đỡ lưng cũng rất là cũng chắc, ba mẹ yên tâm nhé. Đây. Làm rất là dày dặn chắc chắn. Rồi bây giờ lại quay đằng trước để gài chốt. Gài chốt quay đằng trước các chị. Chứ nhìn dễ hơn đấy. Cái phần đế đấy, ba mẹ để ý có cái khe này. Mình sẽ luồn vào các khe và mình dán hai cái tấm dán vào với nhau. Đây là khe ở dưới phía mông đây ạ. Các mẹ nhìn nhá, các tấm đệm ngồi cũng rất là dày dặn chắc chắn. Từ từ nhá, Hà gài chốt trước đi. Làm đâu xong đấy. Phần phía trước cũng phải gài vào mẹ nhé. Đấy, phía trước nó có cái, mình cũng sẽ có cái khe này mình để mình luồn xuống.
mình cố định lại cái đệm. Hà luồn luôn đi, xong cái nào luồn luôn cái đấy cho chị đi. Có khe nhá bà mẹ nhá. Bên luôn nhé. Sau khi cố định lại thì sẽ rất là chắc chắn. Cái thiết kế của hãng này cũng rất là đặc biệt. Bây giờ gài chốt nhé. Gài chốt ba mẹ để ý nhé. Ở cái chỗ nút trắng này nó sẽ có cái chốt này. Đấy, ba mẹ gài phần đệm vào. Nó thiết kế sẵn cho mình gài vào rồi, rất là dễ dàng. Rồi, bây giờ mới là quấn dây. Quấn cả hai bên ba mẹ nhé. Thế là cũng xong phần đệm rồi đấy. Rất là dễ. Bây giờ đến phần mái che nhá. Mái che Hà để phía trước đi, hoặc là đẩy cái xe xuống cho chị đi để chị có chỗ. Đó. Rồi, chỗ này được rồi. Mình sẽ luồn mái che ba mẹ nhá. Hà đặt xuống dưới đi. Ba mẹ nhìn nhá, nó sẽ có một cái vòng, một cái dài, một cái ngắn này. Mình sẽ để ý trên cái mái tre nó sẽ có một cái đường rãnh nó dài hơn, một cái đường rãnh nó ngắn hơn ấy. Thì mình chọn nhá, cái đường ngắn là nó ở giữa này, cái đường dài nó ở phía đầu của cái mái tre ấy ạ. Mình luồn sợi thép này qua này, có cái lỗ để mình luồn này. Thép này cũng rất là cứng. Nên khi mà căng cái mái lên thì mái tre của hãng xe này nó cũng rất là đẹp form. Nói chung là hãng cao cấp thì mỗi thứ nó đều cao cấp và tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp một khung xe ba mẹ nhé. Đây, nó sẽ có những cái khe này để mình cho cái thanh thép vừa rồi vào đấy. Ba mẹ để ý cái đầu thanh thép là nó sẽ vào cái khe này ba mẹ này. Khe ở trên cái phần khung tay đẩy này. Đấy. Rồi là ba mẹ thấy có hai cái thanh sắt đúng không ạ? Một thanh là luồn vào phía bên trong này, một thanh sẽ luồn ra phía bên ngoài này. Khi ba mẹ mở thùng thì cái thanh ở phía ngoài này nó có thể xoay ở hướng khác ấy, thì mình có thể xoay được như này này. Đấy. Ba mẹ cứ xoay nhá. Nó mạnh tay một chút nhưng mà ba mẹ cũng lưu ý là không quá mạnh tay ấy. Đấy. Đấy, mình sẽ xoay được. Mình xoay lên như thế này để mình lắp ba mẹ nhé. Bây giờ là mình gắn các cái
các cái thanh sắt vào các cái lỗ vừa rồi là được ba mẹ nhá. Đó, thanh dài thì mình lắp ở phía ngoài cái lỗ ngoài, thanh ngắn thì mình lắp ở cái lỗ trong. Ấn vào là được thôi ạ. Sau khi mình ấn xong, ba mẹ để ý nhá, nó sẽ có cái chun này. Mình sẽ gài xuống phía dưới, nó sẽ thiết kế sẵn cho mình cái chỗ để gài đấy. Đấy. Các nút đều như vậy. Mẹ chú ý gài xuống dưới nhá. Nút gài thì mình sẽ phải kéo căng ra một chút đấy. Đó. Rồi, vậy là mình đã xong cái khung chính, còn cái đệm nữa ạ. Phần đệm này khá là êm, ba mẹ nhìn độ ngả của xe nhá. Độ ngả của xe này thực ra là em bé 3-4 tháng là cũng có thể dùng rất là thoải mái rồi đấy ba mẹ ạ. Ba mẹ luồn các dây nhá. Đây là em bé 6 tháng nên là baby city luồn ở mức thứ 2 ba mẹ nhá. Sau này khi sử dụng thì ba mẹ có thể điều chỉnh các mức cho bé phù hợp ạ. Tấm đệm này là sẽ có cái phần dán này ba mẹ này. Sau khi lắp xong các dây đai thì mình dán vào cũng rất là chắc chắn. Xe thì có giảm sóc, giảm sóc rất là êm ở bánh này ba mẹ nhìn này. Các xe nhái không bao giờ có cái chuyện này đâu. Xe đẩy Zozo chính hãng thì rất là êm. Xe rất là đắt đỏ như thế này mà mình mua phải xe nhái thì rất là lãng phí ba mẹ nhỉ. Mình nên mình mua sản phẩm đắt đỏ như thế này mình nên đến địa chỉ uy tín ba mẹ nhé. Tất cả các thiết kế của Baby Gen Zozo không thừa không thiếu. Ba mẹ nếu mà thấy thừa chỗ nào khi trong quá trình mình tự lắp hoặc là tự tháo ra để giặt ấy, có thể inbox Baby City nhé. Dòng xe đẩy Baby Gen Zozo thiết kế cho bé tới được 4 tuổi cho nên các khóa đai của họ làm rất là chắc chắn. Đấy, xe đã lắp hoàn thiện như thế này ba mẹ nhé. Đây là phiên bản 6 cộng màu đen của Zozo 2. Baby City hướng dẫn ba mẹ cách cấp mở xe luôn nhé. Ba mẹ để ý này, ở cái chỗ khung xe nó sẽ có cái nút trắng ở hai bên ấy, lúc chưa lắp đệm và mình nhìn dễ hơn. Còn khi lắp đệm nó ở phía mặt trong của cái đoạn khớp này ba mẹ nhìn này. Đó. Mình ấn hai nút và gấp tay đẩy về phía sau. Sau khi gấp thì ở dưới có chốt. Chốt màu đỏ. Baby City sẽ quay nhé, khi mình làm thì rất là nhanh thôi, nhưng Baby City sẽ quay để hướng dẫn ba mẹ luôn. Chốt màu đỏ này. Lật ngược đi để chị quay. Hơi khó nhỉ. Trắng trong đây. Đấy, ba mẹ nhìn nhá, ở phía dưới cái chốt đỏ nó sẽ có nút trắng này. Mình sẽ ấn cái nút trắng và kéo cái chốt đỏ. Đó. Là mình mở cái khóa ra để gấp xe. Đấy. Xe sau khi gấp gọn thì cực kỳ gọn như thế này, để vừa khoang hành lý của máy bay. Đây là mẫu xe thiết kế đầu tiên lên được cabin máy bay đấy ba mẹ ạ, rất là gọn.
Giờ mình sẽ mở xe ra ba mẹ nhá. Mở xe ra thì nó sẽ hơi khác một chút. Ba mẹ nhìn này, cái lẫy đỏ vừa nãy Baby City đã hướng dẫn ba mẹ cách lắp đấy. Cái này là mình sẽ mở ra. Đó, thế là mình mở được xe ra thôi. Đó. Hà nhún thử cho chị độ êm đi. Xe rất là êm này ba mẹ này. Đó, êm từng bánh luôn đấy. Và thiết kế rất là cái khung của nó này, ba mẹ nhìn này, đây cũng là thiết kế khung nhún nhá. Rất là êm. Được rồi đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các video sau nhé.